chào các bạn đã quay trở lại với Đi Thoại Vui TV. Yo, và ở chuyên mục góc sống ảo hôm nay thì mình đã mời đến đây một cô bé sống ảo. Và cô bé sống ảo có một cái câu hỏi dành cho chuyên mục góc sống ảo của chúng ta. Đó là gì nhá? À, chính là làm sao để có thể sống ảo hiệu quả hơn trên mạng xã hội. Cụ thể hơn xíu đi cô bé sống ảo à. Cụ thể hơn là ví dụ như là cô bé sống ảo đang có rất là nhiều hình, nhưng mà không biết làm sao để cho nó có thể deep hơn bằng những cái câu quote này, hay là những cái lời bài hát, để cho kiểu có thể làm đổ crush của mình dễ hơn. Rồi, và mình đã hiểu cái ước nguyện của cô bé sống ảo rồi. Và video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và cô bé sống ảo cách mà chúng ta lồng những cái câu quote hoặc là những cái lời bài hát nè vô trong tấm hình sao cho nó deep hơn. Đó, cua đổ crush. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Bắt đầu. Rồi, thì đầu tiên như cô bé sống ảo muốn là chúng ta sẽ tìm lấy một cái quote ha. Đó, thì mình sẽ đây. Mình đã tìm được một cái quote ở trên Instagram của mình đó. Đầu tiên chúng ta sẽ phải chuyển nó về cái kiểu trắng đen để mình có thể import vô trong một tấm ảnh. Đó, thì mình sẽ sử dụng Snapseed. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ mở tấm hình hồi nãy lên nha. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần kiểu nè. Rồi các bạn tìm xuống những cái phần như là structure. Rồi, sau khi mà các bạn đã chuyển xong rồi thì các bạn sẽ xuất nó ra. Hoặc là bạn nào mà chúng ta không muốn nó chuyển thành trắng đen, các bạn để màu luôn cũng được, không có vấn đề gì hết. Sau đó các bạn sẽ qua PicsArt. Thì PicsArt nó là một cái ứng dụng giúp cho chúng ta lồng một cái ảnh này vào cho một cái ảnh khác rất là dễ dàng, và các bạn có nhiều option hơn so với lại Snapseed. Đó, thì ở đây mình đã chuẩn bị một tấm hình rồi. Thì ví dụ như cái quote hồi nãy mình đã tìm á, thì bây giờ các bạn sẽ vào trong đây. Đây, các bạn bấm vào phần thêm ảnh, sau đó các bạn tìm cái mới làm ở bên Snapseed đó, các bạn bấm thêm vô. Và ở đây thì nó sẽ là cái màu trắng giống vậy, thì các bạn sẽ bấm vào phần hòa trộn, sau đó để nhiều lớp. Đó, nó sẽ cho chúng ta nhiều cái option hơn. Rồi các bạn kéo ra, rồi các bạn đặt vô thì nó sẽ phần nào làm cho chúng ta sống ảo đỉnh hơn. Tuy nhiên là ở trong tấm hình này mình thấy nó không có được đẹp cho lắm, cho nên mình sẽ tìm tấm hình khác. Đây, thì cái tấm hình này mình thấy là mình lồng cái câu quote này ở trên Instagram vô thì nó sẽ đẹp hơn nè. Đó, nó sẽ nổi bật lên trên cái nền trời hơn. Thì đó là cái tips đầu tiên. Ngoài ra mình còn một cái tips nữa dành cho các bạn mà chúng ta hay đi du lịch mà chúng ta muốn check in sao cho nó đỉnh nhất á. Đó, thì nếu các bạn sử dụng iPhone á, chúng ta có cái phần thời tiết này thì nó sẽ để là các bạn đang ở đâu. Ví dụ như các bạn tới một chỗ nào đó, nó định vị bạn ở chỗ đó và nó sẽ báo thời tiết chỗ đó cho bạn. Thì chúng ta chỉ cần chụp hình cái màn hình lại, sau đó các bạn cắt sao lấy cái phần thời tiết không thôi nha. Đó. Rồi, thì tiếp theo các bạn, mình vẫn sẽ sử dụng tấm hình này. Rồi sau đó mình sẽ thêm cái hồi nãy vô. Thêm vô. Sau đó chúng ta cắt ra nè. Đây, sau khi mà mình đã cắt xén xong á thì nó sẽ như vậy. Sau đó chúng ta vẫn sẽ vào phần hòa trộn. Thì cái phần hòa trộn này nó là một cái điểm lợi thế của PicsArt so với Snapseed, vì nó cho chúng ta nhiều cái option hơn. Đó, thì các bạn sẽ chọn cái nào nó phù hợp với bức ảnh nè. Đây, như là làm sáng đi. Đây, rồi mình sẽ kéo nhỏ lại, rồi mình cũng sẽ để ở trong tấm hình giống vậy. Đó, thì nó sẽ đẹp, nó sẽ làm cho bức ảnh của chúng ta đẹp hơn. Đó, đó là cái tips thứ hai. Cái tips thứ ba sẽ là chúng ta muốn một cái tấm hình nó deep deep, mà nó các bạn thích một cái lời bài hát nào đó, thì các bạn sẽ bỏ cả cái phần lời bài hát lẫn cái phần mà đang chơi nhạc vào trong tấm hình luôn. Rồi, thì ở đây mình sẽ lấy hình của cô bé sống ảo để là thêm một cái lời bài hát vào luôn. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một cái lời bài hát rồi. Chúng ta cũng sẽ thêm vào, sau đó các bạn sẽ vào phần cắt xén. Sau đó các bạn vẫn sẽ vào phần hòa trộn và các bạn tìm tới cái làm sáng nè. Đây, cái làm sáng này thì nó sẽ xóa bỏ cái nền đen đi. Rồi, thì ở đây mình đã lồng vào được một cái lời bài hát để vào trong một tấm hình rồi. Rồi, và đó là ba cái tips mà mình đã hướng dẫn cho các bạn. Tips đầu tiên đó chính là chúng ta lồng những cái quote vào trong tấm hình như thế này. Và cái tips thứ hai chính là chúng ta lồng cái lời bài hát vào trong tấm hình. Và cái tips cuối cùng chính là lồng cái điều kiện thời tiết cũng như là check in đó ở vào trong tấm ảnh. Đó, các bạn thấy chưa? Mình đã giúp cho cô bé sống ảo gọi là thành công trong cái việc sống ảo rồi. Còn nếu các bạn thấy mà mình làm hay á, thì các bạn hãy theo dõi góc sống ảo thường xuyên hơn để đón nhận nhiều cái cách mà chúng ta sống ảo hay hơn. Và video góc sống ảo hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video góc sống ảo lần sau. Bye bye cô bé sống ảo nha. Bye bye.